10 năm qua, tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng tăng lên. Hiện tỷ lệ này của doanh nghiệp Việt Nam là khoảng 38% và có khoảng 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. Với Đà Nẵng, thành phố ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ là hướng đi góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ hướng sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mà còn gia tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu, thu hút hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chuyên sản xuất thiết bị công nghiệp phụ trợ cho các ngành cơ khí chính xác, cũng như sản xuất và lắp ráp thiết bị tự động hóa, thiết kế gia công chế tạo máy và khuôn mẫu, được sự hỗ trợ từ Sở Công Thương. Mới đây, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy phay CNC trị giá 8 tỷ đồng và dây chuyền công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp FDI. Đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại, những dây chuyền công nghệ cao trên thế giới như của Đức, của Thụy Sĩ, của Nhật Bản. Và với những dây chuyền này thì cái năng suất sản xuất tăng lên rõ rệt, đồng thời là chất lượng sản phẩm được cải tiến rất là cao. Theo điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á, khu vực FDI với các hiệu ứng lan tỏa về công nghệ và quản lý đã mang lại lợi ích nhất định cho các doanh nghiệp nội địa, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, khi mà khu vực này ngày càng tích cực hướng đến gia nhập các chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi đang thấy năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước tăng lên để liên kết hiệu quả hơn với doanh nghiệp FDI. Nhưng các bạn vẫn đang nhập khẩu rất nhiều các nguyên phụ liệu từ bên ngoài, tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm vẫn còn thấp. Vì vậy, cần phải thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ trong nước để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp FDI. Làm sao để những doanh nghiệp tư nhân trong nước trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chỉ khi đó thu hút đầu tư mới thực sự hiệu quả. Đà Nẵng hiện có 6 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao và 1 khu công nghệ thông tin tập trung và cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng với 130 doanh nghiệp FDI đang hoạt động. Công nghiệp hỗ trợ được Đà Nẵng xác định là một trong 3 lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn ưu tiên phát triển. Mặc dù có nhiều dư địa nhưng lĩnh vực này hiện nay vẫn ở quy mô vừa và nhỏ. Công nghiệp hỗ trợ cấp 1 như công ty chúng tôi sản xuất thì một số sản phẩm như air filter chúng tôi phải nhập khẩu nguyên vật liệu lên đến khoảng 80%. Chúng tôi mới có thể tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên đối với những cái sản phẩm như là lọc nhiên liệu và lọc nhớt thì công ty chúng tôi chỉ cần nhập khẩu khoảng 50%. Tại Việt Nam mình là cao su thì chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cái sản phẩm của mình. Thép thì cũng chiếm tầm 20-25%. Thì những sản phẩm này đang được nội địa hóa và sản xuất tại Việt Nam. Nhưng mà toàn bộ các hóa chất cơ bản thì gần như là chúng ta phải nhập từ các quốc gia trên toàn thế giới. Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Đà Nẵng còn nhiều điểm ngẽn. Do đó, nhóm ngành công nghiệp sử dụng kỹ thuật và công nghệ cao đang được thành phố ưu tiên phát triển cùng với các chính sách ưu đãi phù hợp. Thành phố coi đây là hướng đi góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là cơ sở để Đà Nẵng có thể thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng và hiệu quả hơn.